Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình Fit for Men. Mình là Brad, là Master Trainer Manager của trung tâm California Fitness and Yoga Center. Và tuần vừa rồi mình đã chia sẻ về vấn đề làm như thế nào để mình có cơ bụng số múi. Và tuần này thì mình sẽ tiếp theo với vấn đề việc là làm thế nào để mình sẽ tập cho cái phần cơ bụng trên của mình. Thật ra khi mình tập tất cả các phần liên quan phần cơ bụng thì mình đều tập trung vào phần cơ thẳng bụng của mình. Nhưng với ba bài tập của tuần này thì mình cũng tập cho cơ thẳng bụng, nhưng nó chủ yếu chính là phần cơ bụng ở phía trên của mình. Đó chính là lead run, up run machine và high run. Với động tác lead run ở tư thế chuẩn bị, chân của mình ở trên không và gối của mình nó sẽ vuông góc, hai tay thẳng và chạm đất. Bắt đầu gặp người dậy thì tay của mình sẽ chạm vào bàn chân, lên thở ra và xuống hít, xuống thật là chậm. Thông thường mọi người sai ở động tác này là khi mình gập lên mình sẽ không đi hết biên độ và tay của mình không chạm được bàn chân. Với động tác thứ hai mình sẽ tập trung với máy, nghĩa là máy gập bụng. Tư thế chuẩn bị là mình sẽ ngồi vào máy, hai tay của mình sẽ nắm vô phần tay cầm của máy và mình đặt hai chân vào vị trí setup. Sau đó mình sẽ từ từ gập phần cơ bụng của mình lại, thở ra từ từ trở lại vị trí ban đầu, hít vào. Cái vai của mình không có tựa vào cái lưng của máy. Thông thường mọi người sẽ sai ở một chỗ là mọi người sẽ tập gập thật ra nhanh thì nó sẽ dễ ảnh hưởng với cột sống lưng của mình. Với động tác high run, hai chân đặt trên sàn, hai tay mình thẳng lên, hướng lên trên, gập bụng của mình lên, thở ra và từ từ hạ xuống, hít vào. Tư thế mọi người thường hay sai đó chính là việc tập khá là nhanh hoặc là mình sẽ đưa tay quá nhiều. Như vậy nó sẽ làm cho động tác nó không còn hiệu quả nữa.